Vũ sữa này chắc cỡ tầm nửa tháng nữa chín nha. Hả? Chưa đâu, chưa đâu. Ấy hồi đợt rồi anh bóp anh về ngay chăn nuôi chín ta, phải không? Đây đợt này nè. Ờ chứ đợt này nữa tháng. Ta không, tại vì năm nay anh bóp về sớm hơn. Về nhờ nữa. Anh bóp về tháng trước. Bây giờ mời cô chú anh chị đi theo cha mẹ Nam đi đào phai môn nha. Đào phai môn để làm gì đây? Về bên đây phát gạo cho bà con xong rồi thì ba chồng của Hương cũng kêu lâu lâu bà xui qua thôi ở lại đi, rồi ba chồng Hương bắt con gà mình nấu cao ghi nấu bữa ăn nữa hay vậy. Nên Hương với Mập đi ra đây ngốc không môn, vì ngốc đó thì làm gà ở nhà có không cha? Chân nhiều lắm, cái này ăn như phải tự mà nó dẻo. Không, ý là nói là cái củ giấy này nè, nó dẻo, nó ngon hơn. Cái này nó dẻo, nó thơm hơn. Ô trời ơi Nam, ở đây này Nam. Ở đây nè. Ấy cũng bự không vậy? Nhớ bự không vậy? Nó tốt. Ông quên lấy gì đựng ha. Có biết cần lấy. Làm đem lại hết luôn. Cái vàng mà đó quá trời luôn. Ngoài đó luôn hả? Để vô lấy cái xẻ đây. Làm đem vô lấy cái xẻ. Vô lấy xẻ đi. Hả? Lấy cái vàng nó mới giữ kìa. Đây đây cho em bự cái gỗ đây. Cả nhà mình có ai ăn này chưa? Nếu mà chưa ăn thì có về có dịp mình gặp mình ăn thử nha. Nhóm nó thì ghiền cái món này luôn nè, còn không? Hết rồi, hết rồi, đánh rồi. Đây. Mấy cái vàng nặng mà dữ. Nghe nói thôi chứ cũng chưa ăn chưa biết cô chú anh chị. Làm ra phải tự rồi. Thì con nghĩ đi, cái này kiểu như là cái tinh tí đó. Nó dồn rồi có mấy cái này nè. Cái tủ ở dưới thì mình đợi tới ngày có sáng cái gà rồi mới nhỏ rồi. Mùa trước giờ con nó dễ vậy. Ok. Chạy lên. Có. Mùa trước rồi. Mùa trước rồi. Cô chú anh chị thấy không? Tuy trong mưa nhưng mà nước rất là trong luôn nha, không có đục luôn. Khóc tay xuống thấy nước trong lắm. Nước sạch không á, cái này là tại vì ông nội Nam chữ á, chữ vô trong mương để cho mình tưới cây rồi cho nó mát á. Ồ nhóc lũ liễu ở trên á nè. Mà điều nó không có bự như ở trong nè. Bự lắm. Nội ra mà mọi nhà gần Tết á. Đào lên cũ là mười mấy ký. Rồi xong rồi chặt những khúc vậy đó. Để giờ ăn, để nấu ăn ngon lắm. Với lại nữa cái phải thơm này nó cũng mắc lắm nha cô chú anh chị. Không phải rẻ. Một ký tới mấy chục ngàn nữa đó. Mà đào cũ như là mười mấy ký. Rồi chiên những khúc ăn. Xài này cái gốc á là hình như là cây xài cắt hòa lọc á. Rồi ba chồng của Hương ghép cái nhánh xài chu vô á. Bây giờ nó đốc ra cái gì cũng không biết nữa mà nó cho trái. Nè, đập xuống đây nè Nam. Cho trái như khùng. Cho trái như khùng như điên thiệt chứ. 20 trái. Quá đáng rồi chứ. Nè, trong tay nữa nè, đắng luôn nè. Quá thì trái. À không cô chú anh chị. Ừ. Nè. Nó xíu vậy. Trời ơi bên hông nhà xài già nhóc luôn, cỏ đầu nhóc luôn, xài chín có luôn. Mẹ qua bên hông nhà. Xài đeo không ta? Xài đeo, tinh tí đó. Bả chưa già. Sao này vẫn xài bởi nhà bả hai bả nè. Bả này xài xài đeo nó chưa già. Vừa cầm phút. Ố, xài bả già, đã chín rồi nè. Cô chú anh chị xem nè, xoài này là xoài cắt chu nha. Quá trời trái luôn. Nó già lắm rồi, nó có đỏ đầu nữa. Bài này là của bác hai của Hoàng Nam cả nhà. Hôm nay mắt của anh Mập đo cho nên không có xịt, để cho anh hai xịt nè.
có trứng cây la gai à. Mà anh hai bẻ cũng sắp hết rồi, còn chừa mấy cây vòng vòng nhà này để ăn nè cả nhà. Cho nên là năm nay vụ này Hương không có bán gì anh hai. Ở trời đang trái chín nè Hương. Cô chú chị thấy nè, đã ghê không? Này là xà lê. Nó gì nó chưa già. Chưa. Nó già mà đang nó giòn như là trái lê mình vậy đó. Năm ngoái Thư với Mập bẻ mấy cây xài này nè, mà được cắn cái clip đó được 5.2 triệu lượt xem luôn cả nhà. Mấy cái cây xà lê này nè. Mà năm đó trái bự thiệt cái cây này nè. Trái bự. Trái dừa ra vô nấu. Bà ba. Cô chú anh chị thấy cái đường đi vô nhà Nam đẹp ghê không? Thơ mộng không? Nước thì trời cá quậy kìa. Mát mẻ lắm cô chú anh chị. Nãy cá lồng tâm này quậy quá trời quậy. Bác ngồi ăn cây ghiêng. Ghé ăn cây ghiêng bác ơi. Bác ra đi vườn hả? Ủa? Ông bác không về bẻ cỏi không? Bẻ lứa được 100+. Dạ. Yeah. Ký được 10 ngày không? Ký chủ trả 8 ngàn, chủ trả 7 ngàn rưỡi. Ờ, bên đây gì? Đi hú bà vô cơm nha. Ta bẻ chanh rồi vậy. Bên đất liền có giá hơn cô chú anh chị. Bên đây thì kiểu như chi phí đi qua phà xe nên là mình thường mình rẻ hơn 500 ngàn. Ổi là ổi của bà còn nha. Không gà đi rồi nha, ổi trắng nè. Đúng hai quầy luôn. Dài dài đó. Hai quầy luôn á cha. Bà cô bọc á, bà cô tỉa nè. Ổi này bọc được nè. Cái này bọc được nè. Ngon cả nhà, để hồi vô tách ăn. Chèo qua đây chọc sao mà chèo ốm nó dẫn nó về rồi. Mập. Qua đây nấu gì chèo ốm nó dẫn nó về rồi. Trời, trái bự bự không nghe mẹ cần cần. Thôi vậy để mẹ bẻ ít trái đem lên chảnh cho bà cô Út. Thì Hương đi mẫu cho cô á, anh Mập định đi nhưng mà có người cô đi làm ở Sài Gòn cả nhà. Người cô nói để đi qua nuôi bà cô tiếp Hương á, cho nên để anh Mập ở nhà đặng lo cho mấy đứa nhỏ chứ nhà cửa gà vịt nữa. Thôi vậy sẵn bẻ mấy cái rồi. Xin chào cả nhà nha. Đó cũng làm qua cũng bào gì của dưỡng tư được con gà. Rồi. Chả hay chưa? Đây. Đó. Dạ chưa? Chưa. Ăn ngày gần đất rồi đó. Rồi, thả cho. Đó thấy cây rồi. Còn quậy nữa nha. Này à, vậy lên tới luôn nó cọc đi. Xin lửa hả? Cái này thì mình nói hai đầu này nè cô chú anh chị, rút đầu này cái đầu kia lên tránh cái cục cái là cả nhà thấy hai cọc chèo đi đúng vừa được chưa? À. Nó chèo ơi vậy lên tới luôn nha. Nghĩ thấy đúng vừa mướn được chưa? Chưa. Tính về cạnh tranh với chú Đường cái gì. Ông nói đó ông leo một ngày mấy chục cây, bây giờ ông leo một ngày cỡ 10 cây ông leo hết nổi. Làm luôn. Gịch dây đây để ăn cọc hết. Rồi, xuống đi. Dễ quá hay. Ừ, ngoài cái coi nè. Thôi ăn cái gì? Ăn hồi tao hú vô nha. Ăn hồi hú vô. Để về uống thuốc tiêu quá hả? Trời ơi, thằng này. Cho uống thôi, không uống được. Chán non. Ừ, chán ơi. Chán ăn á. Đi dắt chiều đi. Ông ơi, chín về tới ngoài non đó chèo. Sao uống non đó mấy con. Chết chiều có chú họ không? Miễn có chiều em hỏi qua là anh hãy đi nha. Tại vì đến vậy sáng ăn tụi em quay được clip. Chiều người ta chơi tải
Không, chiều nhà ông Trung chắc đãi dữ lắm. Bây giờ đãi dân Quýnh Hòa rồi đó. Sáng rồi em quay nước. Rồi mời cả nhà uống nước dừa nha. Hơi đuối cả nhà, lâu quá không có leo dừa. Mà anh chút. Mà anh vẽ dừa là sung sướng dữ lắm. Trời trời, trái dừa nó ngọt hơn nước đường. Mập dễ mảnh là chỉ đi ra là thò tay bẻ à. Rồi quá. Trời trời, chưa từng thấy ngọt luôn đó ta. Thôi nấu ra đây dính rồi, uống hai gian nha. Hôm nay có đi ấy không? Đi còn quen không? Mình nếu như mà có dịp về, có duyên để về dưới Hương Cù Lao, rồi nếu mà có thời gian nữa thì nhóm sẽ dẫn cả nhà mình đi về thăm gia đình của ông nội Hoàng Nam ha. Cũng có nước dừa uống luôn. Nước dừa trái cây. Ăn những dừa này ngọt dữ thiệt chứ. Nhưng mà đi về bên còn á cả nhà, không có hái về phái có cái là trái cây với gà. Gà nhóc. Trái cây. Hả? Cái cây thì đó, không gà chạy bổ. Ông nội Nam á thả vườn á, nó đi lan vậy. Đi nói chung là đi ra đi vô là lúc nào cũng có gà kìa. Đi lên ngảnh lên ngảnh. Uống đi. Em muốn ngon chặt dữ lắm nè, nó uống một cái liền luôn á. Giữ được chứ. Rồi trời nó ngọt nữa. Ngọt hết hồn. Nó ngọt như đường vậy đó. Cái này mình trồng để mình uống nước cũng ngon ha. Cái này thứ vườn trước cửa hai chồi đó. Nó ngọt mà nó không có cái vị gì mà chua luôn, nó không, không có the luôn á. Không the luôn. Nghe nào quảng cáo qua cho em cháu nha. Mời cả nhà mình ăn cái dừa nha. Nào mày bữa cho nào bằng cái miếng dừa mình dạt vậy đó, dập dập đó, béo lắm. Đây bán đây, nhỏ nhỏ thôi, anh khui cái miệng nhỏ nhỏ thôi. Khui nhỏ thôi, em muốn bị nó hơi. Cái dừa nó béo. Cả nhà nha, uống cái dừa nha, dừa nào nè. Về bởi vì thường thường tao nói làm sao? Đi về quê nội quê ngoại là gì đó. Có hơn được mía. Có trái cây, có đồ ăn đủ thứ. Em cái giống như là bỏ mật ong vô không? Có mật ong không? Nó như đường phèn vậy. Cái vị nó ngọt mà kiểu nó thanh. Nó như nước mía luôn. Gắt, nó không gắt nhưng mà lạt thì nó không lạt, nó thanh lắm. Đó em đó mới cứ về bên còn bên cả nhà nó vừa nha. Ở bên bụng tường á ra cả nhà đâu có dừa đâu. Cái về bên đây nè, Hương qua đây dẫn đi vẽ dừa sim mà sim hồi xưa á, cho uống một cái thích luôn đó. Bên em ở bển đâu có dừa đâu, không có dừa uống mà ba anh được dừa sim uống một cái em ngọt em đi không đi luôn á. Để nó ngọt đi không nào ấy. Em có mà đó, anh nói là dừa có anh ngọt rồi em mà. Uống rồi em không muốn về bên cơ bên sao bên vậy có nhưng mà tao nói thì mỹ cho em mà nói vậy biết sao tại vì nói nha, tại vì mà đi đúng vừa một ngày nhiêu thiên rồi bắt chị Hương theo tầm dây à, đúng vậy hỏi gì tự đi đúng nhà đúng mướn đó thì vừa nhà nha đi đúng mướn nha. Lúc đó mới cưới là còn uy tín dữ lắm. Có thì mận mướn cũng giấu nha, không nấu đâu. Mới cưới về còn uy tín lắm chứ. Thường thường á, giấu lần nào gạo mà nấu thành cơm rồi mình phải nấu ra. Được. Dừa của bà cậu nè cô chú anh chị. Bà cậu để khô mới bán ha. Bà cậu không có mới bán. Bà không có đóng gì nào. Cô chú anh chị xem nè. À xoài nè. Bọc cỡ này nè, cái xoài sát nhà luôn. Đã không? Vòng vòng nhà Nam toàn là trái cây không à. Nên nó xỏ thẳng vô nhà luôn bởi vì nó mát. Ông nói đi đi đóng theo để ông hút lại không có cho đi để nhà giống. Chín ngon cái gì? Chín. Còn mấy cái nè. Nhiều con gà vàng đi. Ngon nha. Cái này gần sao được. Cô chú anh chị xem. Trái này nấu không? Xách về bánh cho bắt năm đi. Gà của ông nội nuôi. Mấy cái giá. Quá trời vàng luôn, cái da. Cái giá nó nấu nó dẻo. Dạ. Có thường giếng nào qua đây cũng đi kiếm những thứ. Nã làm ra cục mỡ cái út nó lớn. Mấy cục mỡ. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà clip 2. Và chuyến nào cũng đi kiếm những tên gì. Không gì mà gà nãy đi dài dài gạo gạo ra vườn đó trời ba cái trời nuôi rồi đâu cả nhà ông nội ông nội hết nổi rồi ông cho ăn hết nổi rồi hết nổi rồi hết nổi rồi đó
ăn nào đấy quên nó bé à, chỉ vừa béo ăn đủ không, ba bữa là 200, ba bữa là 200. Bắp hết là không mua bắp hết, bắp rất là xui, còn thức ăn là riêng đó. Sao nào không để cho nó ăn, là ăn đại đi. Ăn đại không? Trời, rất là nhiều đó, nuôi sao nuôi. Ờ, tới cô Tư rồi về là bớt. Dạ, bớt ăn đi. Nó để dựng tên luôn thì nó tụi con đồng Tư bắt cho. Không bơm ăn rồi. Trời ơi, nuôi rồi từ đó mà ăn ngán. Ngán hơi ăn. Vườn, sân vườn rộng á, thành ra nuôi gà vịt nó màu lớn. Nó kiểu nó thoải mái. Trời ơi, chịu không nhóc cái nào con thấy một cái kháng nó đen hết trơn. Giờ này nó đi ăn hết nè. Ba tính giữa bằng có 15 con đó. Mà sầu lăng nó còn ngớp lại đó, sầu lăng. Sầu lăng. Bà cô đợt này đi Sài Gòn mổ cái một trên mũi xong về là quay chuẩn bị đám giỗ con cò đấy. Ờ, đám giỗ. Đám giỗ thì rồi bà cò có mời cái tình yêu đó. Mời nhiều mâm năm mâm à. Mười mâm. Mười mâm mà ta lên. 21 tháng 12. Gà Hương chặt rửa sạch để ráo nè, vậy Hương ớt cho vậy cho. Cho miếng sữa bò đi. Cô chú chị xem sẽ da vàng ghê không? Bắp luôn, như da bắp này là bỏ kali nghe nha. Cái hai hạt dầu đều. Cho miếng vô cho nó đẹp. Cho trộn nha. Ở nhà mình đó nấu kali không biết có ớt sữa không, chứ ở đây Hương ớt sữa rồi mà tại Hương thích á. Mình ớt sữa vô hồi nữa cái miếng thịt của mình á, mình ăn nó béo lắm. Nó thấm gia vị và sữa, cái cơm mà nó béo. Cho gạo bên đây ba không cho ăn cũng như bản, nhưng mà cho bữa ăn cho nó không vàng bằng bên đây thôi. Còn cái còn đó. Đó còn phù sa mát mẻ. Cái này là dự tay đóng nha. Cái bắp tới giờ còn mà sai cơ. Làm được. Đó. Thì là muốn đói lại rồi ăn nè. Đó ăn nói ngày vậy đó, đâu có lưng cái bụng đâu. Tao nhà nó khó nữa. Đương nhiên. Chứ giường nó mát mẻ, nó đi lộ lặng nó khỏi. Mình là chắc nó rộng á. Xài là từ đây ra tới tháng 2 là có xài là chất lượng đó. Xài da đẹp nè, là ngọt chất lượng luôn, vì nắng ở đâu có mưa đâu. Mưa, khi mưa cái nước mưa nó bị đen da. Thì trái xài đó cũng không ngọt bằng cái tháng nắng. Giúp, ăn miếng xài giúp. Chỉ tay ăn xài nè, chỉ cây ha. Cây. Rồi cả nhà ăn xài nha. Xài chín cây. Xài chín cây thì cái loại nó chín ở trong, nó chín ra cả nhà thì ở trong nó để nó đậm hơn. Cả nhà ăn xài chín cây nha. Nó không có bị hư. Có người ta nói sao thấy chính giữa nó thâm. Không phải là vậy, ở trong cái chính giữa nó đậm. Ăn kẹo. Ông Nguyên chấm muối ớt không? Không ăn. Mà cả nhà ăn xài nha, cho nó ăn miếng ra. Ăn đi, ăn đi. Nạc xài muối ớt nè. Không, không chấm đâu. Chà nó chín. Ừ, giòn cũng không. Rồi, mời cả nhà ăn xài chín cây luôn nha. Ăn cạp vậy nó ngon hơn gọt. Cả ngọt. Da phồng giòn ngọt ha. Cháo nữa ngọt. Cũng giòn phồng á. Giờ chúng tới. Con chấm miếng muối ớt ngon lắm nè. Cả nhà mình nói về từ đây tới ra tới tháng 2 nha, ra Tết nha. Mà cái nhà có mua xoài mà ủng hộ Hương Cù Lao á, là từ đây đó là xoài rất đẹp nhưng mà rất ngon luôn. Là chất lượng luôn đó. Quá ngon. Bởi vì nắng lại nó không còn mưa nữa là trái xoài nó dẻ thịt, thứ hai là trái xoài nó ngọt. Mình cái tháng mưa á, thì trái xoài mình á, là cái nước mưa á, nó còn ứ lên cái da xoài á, là trái xoài nó cũng không được đẹp gì mấy, hơi bong bong. Nhưng mà tới tháng nắng là trái xoài rất đẹp luôn, bởi vì nó không còn hồng mưa nữa mà nó ngọt nữa. Còn đi mở về chứ mình tiễn xoài lắm rồi đó. Cái này chắc cũng được. Trái hồng cây xoài ngay trong chầu cầu nữa mình mãi không? Nhớ không á. À, xào cái tỏi xả ớt để hạ cho nó thơm. Xào thịt gà. Người thì người ta ớt chung với thịt đó cả nhà. Hương thì Hương thích cho mình xào gì nè cho nó thơm, nó xả ớt đó, mình xào. Nó thấm vô cái miếng thịt nó thơm hơn. Đó.
dừa. Lá dừa nó mình có đất trống mình nuôi được, cả nhà mình ăn nó ngon, ngon hơn là mình mua. Mập ơi, chặt dừa thêm đi Mập. Dừa rồi không? Muốn bữa không? Chặt dừa. Lò bỏ cái đem qua bỏ. Giờ thì bớt trễ không? Dám không? Trời. Được chưa? Được. Được chưa? 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 Cái gì với con trồng cây á cũng tùy theo cái đất nha. Đất trồng cái cây đất lạ. Nhất là cái cây thò á. Thò á nó cũng tùy theo đất á. Nhìn cây á mình trồng cái đất cây trồng trái nó không ngọt chứ nhìn cây trồng ngọt. Dừa ở bản ngọt thiệt cô chú anh chị, nhưng mà Nam thấy là để mà có cây dừa nào nó ngọt như cây trái dừa này mới uống là không qua lại. Dừa này quá ngọt. Mà trái này thiệt, dừa này ngọt hơn dừa bên chòi mình nhiều luôn. Tại vì dừa này là dừa xiêm lửa. Dừa xiêm lửa chứ không phải dừa xanh. Nhưng mà dừa xiêm xanh nó ngọt, cây dừa trước cửa mình đó. Ngọt hơn dừa này nó mà cao quá chẹo không có. Dừa này cũng dừa chứ hai răng mà ba này dừa xiêm gì chẳng. Cái dừa bờ trước cửa chậu nó giống. Là dừa này nè. Hồi đó mình để nó giảm nữa được. Nhánh nó ương. Đem con trần tẹo nó chậu. Nhánh nó ương mà số cho đem bờ dừa nó ăn. Cái này cái mình nó cũng sắc lại này, cái này nó cũng dừa mềm mà thì mình sẽ cho cái phần nó cốt dẻo vô, còn cái nó béo, béo bệnh, bả dẫn bệnh gì đó, thầy á. Đó là mà chui rồi vô nữa nè, đây là mới phải môn nè, mình cũng phải chặt. Bả thấy cũng thì cũng chua, để mình nấu thì mình canh thịt gà vừa mềm mình để phải môn vô là nó vừa, làm xả mình cho đi. Nãy mình không có xào miếng xả, mình để vô thêm nồi xả nó cho nó thôi. Cái này là nước cốt kẹo nè, nấu liệu cũng dắt nè. Nãy nó có bay mấy cái vỏ đậu phộng, không có để thêm miếng sữa bò. Dạ, để cho nó đều nước cốt quá rồi mình múc luôn. Béo dữ rồi. Ừ. Lấy cái thao qua để em kê sát xuống để em mới múc được. Phải mồm nó dẻo quá tí rồi. Xích qua đây nè. Đây nè. Nó không có cản, bưng lên. Nó không có cản. Cái béo dữ lắm luôn, hai trái dừa. Tắt đi mà nóng. Nóng cà ri là phải nước cốt dừa nó đủ nó mới béo nó mới ngon, chứ sữa bò mà nấu mà nhiều đi mà nó không có nước cốt dừa nhiều nó cũng không ngon. Gà nấu một chảo chả cà ri luôn. Xong rồi lên ăn luôn. Không hả? Lên xoay ra. Nóng hơn. Mồi đi. Con giờ muốn bún cái nè. Giờ thì gia đình Nam cũng chuẩn bị xong cái bữa cơm chiều. Rồi bữa nay mình ăn cà ri gà nha cô chú anh chị. Cà ri này thì ông nội tài trợ gà quá ngon. Thêm bữa nay gia đình mình chỉ tốn tiền bún mì với bún thôi. Ngoài ra là mình cây nhà lá dừa. Nên là những cái thứ mà rau ghém này nè, kia nọ là mình có sẵn nha. Rau ghém là của hồi sáng. Nè nội, bữa nay cô không chịu ăn cà ri nè cả nhà. Cô ăn cơm, cơm với cá kho với nước dừa.
Rồi mời cả nhà ăn kê ghi luôn. Rồi mời cả nhà ăn bún nha. Ăn một miếng khoai là đủ rồi, nó thẳng luôn, nó dẻo ngon. Mời cả nhà ăn bún nha, bún cà ghi con ơi, quên đó. Bún cà ghi gì? Cá, ôi là gì? Gà ngon rồi cả nhà, bánh mì chấm cà ghi nha, chị Mẹo để không ăn bún. Hai trái dừa cũng chất lượng luôn. À, cô chú anh chị biết không, cái món kagi này thì ở quê Nam phổ biến lắm, phổ biến nhất là trong các dịp đám giỗ nè, rồi thôi nôi đầy tháng, nói chung là rất là phổ biến luôn. Mùng 5 ngày Tết luôn. Ừ, đúng rồi, mùng 5 ngày Tết, bình thường thèm cũng nấu ăn luôn, rất là phổ biến, do là mình dễ ăn cô chú anh chị, không có kén người ăn. Mình ở vườn á, ở vườn nói chung ra ai cũng nuôi gà chứ, rồi cũng như thèm kagi cái là bắt màng thịt, có phê môn sẵn luôn, có dừa luôn. Nhà vườn thì phê môn với gà thì lúc nào cũng có, cô chú anh chị, dừa khô thì nó luôn đầy vườn. Đó. Thì cái món này dễ dễ nấu lắm. Nhưng mà đặc biệt cái là món cà ghi này mình ăn ngán rồi là ăn nữa không được nha. Ngán là ngán luôn, nó uống nước nào mình no rồi có thể chiều mình ăn được nữa. Mà cà ghi mà ngán là ngán, ngán tới mấy ngày luôn đó. Ngày xưa á, Nam nhớ tầm cỡ hơn chục năm trước á, nhà ngoại nhà nội Nam á, trong những dịp mà đám giỗ hay là ngày Tết là lúc nào cũng có nè cà ghi nè, cù lao, mà nếu như năm nào mà không có nấu cà ghi thì mình phải nấu là nấu gì ngoài, nấu tìm, nấu khủng, đậu, nấu đậu ngoài, lagu, đúng rồi, lagu, không cà ghi thì lagu, thơm không dễ lắm chị. Kể cả đám cưới luôn, ngày xưa thì món này kêu bằng kiểu ở chỗ Nam món quê. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng phát triển rồi. Lâu lâu mình cũng nấu lại thôi chứ bây giờ đám tiệc người ta cũng ít nấu do là nó cầu kỳ quá cô chú anh chị. Mình đãi lên nó bất tiện á. Lâu lâu mình cũng thèm đó con ơi. Thèm lâu thèm cái gì. Có con gà con vịt cái nấu ngồi cái gì ăn trong gia đình vậy ngon. Phải gì món ruột. Nhất là có hồi đó có con chim mà chim chống cò đấy ha. Là rủ nấu cà ghi. Kiểu đám tiệc thì thường thường đám tiệc thì mình nấu tầm 4 món. Mình ăn món này cái ít ít thành ra tới món cà ghi mình ngán. Còn bình thường ở nhà mà mình có con gà con vịt mình nấu một nồi cà ghi thì mình ăn rất là ngon luôn. Bình thường là cà ghi là bánh mì phải không? Dạ. Là trúng sách nữa ha. Ăn đỏ ấy, vô bóc vô. Thường thường nấu cà ghi, nấu cà ghi thì có bánh mì. Nấu cà ghi có bánh mì. Còn bữa nay không ăn cà ghi sao? Không, còn ăn cơm với cá kho. Cá bữa nay có kho cam nước dừa. Quá trời bột quá ăn nghỉ. Ăn được rồi. Ráng đi ăn mới có sức khỏe lên cho mới mẫu được. Chấm muối ớt chanh. Cầu ăn cho biết ngon, ăn được được. Mà không có biết không. Cái xe mình chạy 5-10 năm nó cũng phải xuống máy. Người sao chạy hoài được, nó phải xuống. Thằng nó nói láo quá con ơi. Đồ lớn thiệt à. Đi chứng thành phố này vậy. Ăn không có được bởi vì đi thành phố. Ăn nước dừa với cá khô khô á. Đi các con ăn cái đó đó. Thành phố này rồi. Coi nhớt nhau rồi coi đặng thai lâu quá sao không thầy nhớt. Phải thầy cái cánh tròn rồi vô sao. À, bển nó quay không? Nó gấp đồ ăn cho ăn. Mà thèm nước dừa với tôm hết biết rồi mà không biết làm sao mà có mà ăn. Trời đất ơi. Sao lại không nói. Không nói mà còn ở đâu mà chai bay nữa nào. Trời ơi, nói ăn cái gì được thì con làm cho nội ăn. Bây giờ mày nói ăn đi, con gái nào con cũng biết nội ăn. Nước dừa. Nước dừa với cơm mà. Mà nước. Nước dừa thì thương cù lao bữa nào cũng đốn quầy quầy vậy đó. Nước thì đâu quá dễ. Gà thì giòn khống cái gà. Gà nó giòn. Bữa bỏ hả? Còn như trái dừa đó. Người ta ăn cá mòi ta lậm lậm ra ta làm đó. Rồi ăn với nước dừa mà nó ngon trời. Con. Chứ giờ đi mổ về đi rồi con bẻ dừa cho nó ăn cho mát. Nha. Em thấy cái món cà ghi này cũng rất là ngon cô chú anh chị. Ví dụ như bữa nào mà gia đình mình không phải nhà vườn đi, gia đình mình trong chợ thì có thể mình mua con vịt á, vịt sim hay gì đó. Mình nấu thấy vịt nó nấu cũng ngon lắm cô chú anh chị. Nó không ngon bằng gà đâu. Gà công nghiệp này nấu ngon. Gà công nghiệp thì mình nấu nó không ngon.
được gà vườn héo thì nó còn ngon rồi, không béo tuyệt vời. Cái món này mà nếu mà ở vườn nấu quá thì nó ngon nha, ở chợ biết nấu ngon không, chứ tại vì với chợ là hay chị phải mua dừa khô đồ mắt phải hai trái nữa, hai trái thử dạ. Thường thường con gà nếu ở chợ nấu chị nghĩ ra dừa hồi nãy là một trái một hả? Dạ, chợ nấu nước lỏng queo hả? Dạ, nấu nước kẹo nó có nấu bán rồi đó. Ừ. Có. Nấu nước lỏng bỏng chắc cũng ăn được. Cái này thì mình phải chấm cây ghi nè. Người ta hỏi ăn cây ghi có ăn không? Ăn thịt, thịt chứ mình không ăn bún gì nữa hết. Mình nấu cây ghi này cái được có cái môn dẻo á, mình nấu nó giả ra ngon lắm cô chú anh chị. Bữa nay không có ăn bát. Nãy có rủ. Ừ. Có rủ không? Có rủ mà. Bắt bếp tranh. Chắc đi ăn bát về hay gì à? Bữa nay dễ quá. Chứ đợt nào cũng vậy. Có rủ nãy, có rủ nãy đẩy xe. Đi hả? Cũng nghiệp lắm. Về à, về. Đó, thì chú về không? Đứng gà là nó gì rồi đó. Gì không? Bắt hai con dữ. Bắt hai.